Quy tắc cơ gái siêu đơn giản con trai cần biết. Nếu các bạn thật sự nghiên cứu sâu và hiểu về tâm lý học, các bạn sẽ biết con trai không có cua gái mà phải tinh tế nhận ra là cô gái nó đang cua mình. Cho nên câu hỏi tiếp theo, làm sao biết được là cô gái đó đang cua mình? Đó là khi các bạn cảm nhận là cái tình cảm mà cô gái đó dành cho mình nó không ổn định. Là một khoảnh khắc thì cô ấy rất là dễ thương, gần gũi. Đột nhiên một khoảnh khắc cô ta trở nên rất là lạnh lùng, rất là xa lạ. Và rồi sau một lúc lại thấy, ủa, gần, thân thiết. Và rồi bụp một cái, lại trở nên lạnh lùng, kiêu kỳ và xa cách. Đó chính là tín hiệu mà một cô gái nói cho các bạn biết là cô ta bắt đầu thích các bạn. Ngược lại, nếu các bạn cảm thấy là cái cảm xúc và cách cư xử nó ổn định, có nghĩa là cô ta chưa sẵn sàng. Nếu cô ta hờ hững, nhẹ nhàng và lãnh đạm một cách ổn định, cô ta không quan tâm đến các bạn. Nếu cô ta quan tâm và chăm sóc cho các bạn, trò chuyện và gần gũi với các bạn một cách ổn định, cô ấy xem bạn là một người bạn thân. Cho nên, nếu mình thích cô ta thì mình phải đáp lại tín hiệu đèn xanh đó bằng cách bước vào trận hành trình để chinh phục.